Hiện thực hóa các nội dung trong bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng đã ký năm 2013, quan hệ quốc phòng song phương Việt Nam-New Zealand đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp, đào tạo ngoại ngữ, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tham vấn phối hợp giữa hai bên trong khuôn khổ hợp tác ADMM mở rộng, cũng như các diễn đàn đa phương và các chuyến thăm của tàu hải quân New Zealand tới Việt Nam. Thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1998, quan hệ quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Australia ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực như đào tạo, trao đổi đoàn các cấp, đối thoại chính sách quốc phòng và các chuyến thăm lẫn nhau của tàu hải quân. Trong đó nổi bật là lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Lần đầu tiên, Việt Nam cử một số lượng lớn cán bộ sĩ quan lên đường thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Lễ xuất quân của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 tới Nam Sudan mới đây đã đánh dấu bước chuyển biến lớn, mang dấu ấn lịch sử, thể hiện trách nhiệm của quân đội nhân dân Việt Nam với các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế. Đóng góp vào thành công lớn này là sự giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt thành của chính phủ và quân đội hoàng gia Australia, từ công tác tiền triển khai như đào tạo ngoại ngữ, chia sẻ kinh nghiệm gìn giữ hòa bình, cung cấp trang thiết bị, đến hỗ trợ chuyên chở 63 thành viên của Bệnh viện dã chiến lên đường tới Nam Sudan. Việt Nam đang đóng góp tích cực vào hòa bình thế giới. Đó là điều mà chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Chúng tôi cũng khuyến khích ủng hộ Việt Nam với vai trò tiên phong trong tiến trình hội nhập quốc tế, bởi chúng tôi tin vào lịch sử của đất nước, địa thế, vai trò và tầm quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế. Với những kết quả tốt đẹp đã đạt được, chuyến thăm chính thức Australia và New Zealand của đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam dịp này sẽ tiếp tục góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và hai quốc gia châu Đại Dương vì hòa bình, an ninh ở khu vực và trên thế giới.